Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lực lượng vũ trang quân khu 5 tuần này. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhìn lại những kết quả nổi bật của Đảng bộ quân khu 5 trong nhiệm kỳ 2010-2015. Quân khu 5 sơ kết 2 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị. Trong mục Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai với công tác xóa bỏ tà đạo Hà Mòn. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ quân khu 5 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Đây là sự kiện quan trọng đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang quân khu 5. Nhân sự kiện ý nghĩa này, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật mà Đảng bộ quân khu 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5 đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng loại hình đơn vị. Trước hết, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị và tư tưởng, coi đây là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định bảo đảm cho lực lượng vũ trang quân khu 5 thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường khả năng phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình có liên quan đến quân sự quốc phòng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các đợt diễn tập, hội thi, hội thao được tổ chức ngày càng đổi mới, sát thực tế. Nội dung 5 mẫu mực về điều lệnh chính quy, 5 an toàn giao thông đã được nhiều cơ quan đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện tốt. Công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật được các cơ quan đơn vị duy trì có nền nếp, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cuộc vận động 50 gắn với thực hiện chính quy mẫu mực ngành kỹ thuật được các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu triển khai có hiệu quả. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Thủ tướng Bộ Quốc phòng, được quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của các cơ quan bộ phòng, quân khu tập trung vào hai cái vấn đề. Một là xác định thực hiện cái chỉ thị 97 về xây dựng đơn vị mạnh toàn diện, mà tập trung ở đây là chúng tôi xây dựng chuyển biến về nhận thức chính trị tư tưởng. Vấn đề thứ hai là đi vào tập trung cho chỉ đạo xây dựng cái thế trận quân sự trong khu vực tổ quân khu, cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là tham mưu xây dựng về thế trận lòng dân gắn liền với xây dựng thế trận quân sự, xây dựng chuyển biến về nhận thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật quân đội. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước hiện nay, công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu nhiệm kỳ 2015-2020 trong thời gian tới với nhiều nội dung công việc yêu cầu cao hơn. Vì vậy, Đảng ủy quân khu xác định các mục tiêu, phương hướng và nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình và nhiệm vụ được giao. Trong dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ 9 của Đảng bộ quân khu đã xác định mục tiêu, một là tập trung xây dựng các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đủ sức ngăn ngừa các yếu tố dẫn đến xung đột, kịp thời phát hiện và xử lý thắng lợi các tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước. Hai là tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, được huấn luyện tốt, được chăm lo đầy đủ về đời sống vật chất tinh thần và sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ các nhiệm vụ xảy ra trên địa bàn quân khu. Thứ ba
là tập trung xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ sức để loại trừ các nguy cơ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Và thứ tư, đó là tập trung tiếp tục thực hiện ba cái khâu đột phá về huấn luyện đào tạo, về xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật, về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, và đặc biệt là tập trung nâng cái chất lượng làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, đặc biệt là cơ quan quân sự cấp huyện và cấp xã. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng bộ quân khu 5 quyết tâm tạo nên những đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quân khu 5 lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020. Những ngày này, các tổ chức quần chúng của lực lượng vũ trang quân khu 5 đang tích cực tập luyện để tham gia chương trình giao lưu dạ hội với chủ đề Vững tin tiếp bước dưới cờ Đảng. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 14 tháng 8 tại Nhà văn hóa quân khu 5. Tiếp sau đây là một số nội dung đáng chú ý khác trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Các ý kiến tại hội nghị đều khẳng định, sau 2 năm thực hiện, đề án này đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án, các cơ quan đơn vị đã thực hiện đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, trong đó tập trung đột phá vào những nội dung quan trọng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang quân khu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế và bàn các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án trong thời gian đến. Thưa quý vị và các bạn, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa trao quyết định nghỉ hưu, thăng quân hàm, bổ nhiệm cán bộ cho đội ngũ cán bộ chủ trì. Buổi lễ trao quyết định là sự ghi nhận của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu với những cố gắng phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ chủ trì trong quá trình công tác xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Theo đó, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, thăng quân hàm, bổ nhiệm cán bộ lần này sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đóng góp nhiều hơn cho sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang quân khu 5. Và dù đương chức hay trở về đời thường, vẫn tiếp tục cống hiến, phát huy những phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Tại Đà Nẵng, Tổng cục Kỹ thuật vừa phối hợp với Quân khu 5 tổ chức hội nghị cộng tác viên và bạn đọc tạp chí kỹ thuật và trang bị khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2015. Hơn 100 cộng tác viên là cán bộ kỹ thuật thuộc các đơn vị đứng chân trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên đã về dự. Hiện nay, tạp chí có đội ngũ cộng tác viên khá đông đảo ở hầu hết các đơn vị trong toàn quân, trong đó chủ yếu là đội ngũ cán bộ kỹ thuật. Các ý kiến tại hội nghị đều tập trung bàn biện pháp để nâng cao tính hiệu quả của tạp chí trong thời gian đến. Trong đó nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của đội ngũ cộng tác viên để tạp chí có nhiều bài viết mang tính tổng kết thực tiễn từ đơn vị cơ sở, bảo đảm tính đồng đều ở các chuyên ngành kỹ thuật giữa các lực lượng. Hội nghị là dịp để ban biên tập gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với cộng tác viên, là diễn đàn trao đổi về lý luận thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Ngày 11 tháng 8, Quân khu 5 tổ chức lớp tập huấn tổ chức nghi lễ và nghiệp vụ công tác văn phòng 6 tháng cuối năm 2015 cho 110 cán bộ làm công tác văn phòng văn thư lưu trữ của các cơ quan đơn vị thuộc quân khu. Tại buổi tập huấn, các đại biểu sẽ được truyền đạt những kỹ năng cơ bản cần thiết về công tác tổ chức nghi lễ và nghiệp vụ công tác văn phòng, như hướng dẫn một số nghi lễ trong quân đội, thực hiện các nội dung có liên quan công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, thống nhất một số sổ sách ở các cấp,
thực hiện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu được tham gia thảo luận và được ban tổ chức giải đáp những vấn đề vướng mắc về công tác văn phòng. Tại huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, Kho Kỹ thuật K55, Cục Kỹ thuật Quân khu 5 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống đơn vị, ngày 7 tháng 8 1975, ngày 7 tháng 8 2015. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 5, các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn, đại biểu cấp ủy chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân cùng các thế hệ cán bộ chiến sĩ của kho K55 qua các thời kỳ. 40 năm qua, cán bộ nhân viên chiến sĩ của kho kỹ thuật K55 luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản, sửa chữa, tiếp nhận, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư phụ tùng cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. Lữ đoàn Công binh Công trình Dự bị Động viên 96, Binh đoàn 11 vừa khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2015 cho 48 đồng chí dự bị động viên các xã, phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được các giáo viên tiểu đoàn tăng thiết giáp 699, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu công binh nhằm nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu khi có yêu cầu của quân đội. Thưa quý vị và các bạn, tà đạo Hà Mòn có nguồn gốc từ xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Từ năm 2009, bắt đầu xâm nhập vào các làng đồng bào ở Gia Lai, khiến nhiều đàn ông thanh niên bỏ làng, bỏ dãy, bỏ cả vợ con đi theo tà đạo, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, các đối tượng cầm đầu còn lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để lôi kéo kích động người dân ở các làng nhằm chống đối chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, bám nắm địa bàn, bám nắm bà con dân làng, vận động đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn, đem lại sự bình yên cho các buôn làng. Là tổ chức biến tướng của bọn phản động Phun Rô, tà đạo Hà Mòn xuất hiện ở tỉnh Kon Tum vào năm 1999 và nhanh chóng xâm nhập vào tỉnh Gia Lai thông qua mối quan hệ thân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đến cuối năm 2011, số cầm đầu cốt cán của tà đạo đã tập trung về làng Kret Krot và Cật Tung 1 thuộc xã Hờ Ra của huyện Măng Giang để hoạt động chống phá theo chỉ đạo của bọn cầm đầu ở Kon Tum. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy chính quyền về 3 xã trọng điểm là An Thành của huyện Đắc Pơ, Hờ Ra, Lơ Bang của huyện Măng Giang làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tăng cường hoạt động công tác dân vận, giúp người dân nhận ra được cái xấu xa, sai trái của tà đạo Hà Mòn. Từ đó, nhiều người đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, trở lại với cuộc sống bình thường. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bám nắm địa bàn, bám nắm cơ sở, tiếp tục làm công tác vận động quần chúng, bám từng hộ dân để thực hiện giúp dân, xóa đói giảm nghèo, đồng thời là quá trình vừa giúp dân xóa đói giảm nghèo vừa vận động thì chúng tôi phân tích cho bà con hiểu, không tin những cái lời kích động xúi dục của bọn phản động. Cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tích cực triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, phân loại và nắm chắc hoạt động của từng đối tượng, kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ công an bắt giữ gần 100 đối tượng cốt cán của bọn phản động. Đồng thời, lực lượng vũ trang tỉnh đặc biệt chú trọng tới việc hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để những người đã trót lầm lỡ có cơ hội quay lại, hòa nhập với cộng đồng, yên tâm lao động, ổn định cuộc sống. Tôi rất cảm ơn tới chính quyền, cán bộ tỉnh và ban làng đã động viên và giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi biết được và nhận ra những sai lầm. Nay tôi về làng được sinh sống và cùng với dân làng.
Còn với em Túi ở làng Cờ Tung, năm nay mới 19 tuổi, cùng gia đình theo tà đạo Hà Mòn trốn trong rừng hơn 9 tháng qua, nay được đội công tác của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai và các đoàn thể động viên trở về làng sinh sống. Trước đây, em không nhận thức được việc làm sai trái của mình và theo gia đình trốn vào rừng làm theo lời kẻ xấu chống lại đảng nhà nước. Ở trong rừng khổ lắm, không có cơm ăn phải ăn lá cây, không có chỗ ngủ lạnh lắm. May mà gặp các chú bộ đội và các chú các bác cán bộ khuyên giải, động viên nên giờ em hiểu được việc làm sai trái của mình, rồi ở nhà làm ăn thôi. Cảm ơn các chú bộ đội và cán bộ nhiều. Việc làm trên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên đánh giá cao. Đây chính là những kinh nghiệm quý báu trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng và phối hợp với các lực lượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Chuyên mục Lực lượng vũ trang quân khu 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.